Nút giao thông là nơi những con đường giao nhau và có nhiệm vụ đảm bảo cho các phương tiện lưu thông có thể thay đổi hướng hoặc duy trì hành trình một cách trật tự, thuận tiện và an toàn nhất. Cái tên đầu tiên phải kể đến đó chính là nút giao thông Gravelly Hill ở Birmingham, Vương quốc Anh. Đây được coi là giao lộ huyết mạch và luôn luôn có rất nhiều xe cộ qua lại ở đây. Có tới 6 con đường chạy qua đây và kết nối đường M6 với cao tốc A38 Armstrong đi đến thẳng trung tâm thành phố Birmingham. Và đây cũng là giao lộ đầu tiên được đưa tên vào trong từ điển Oxford. Các kiến trúc sư đã mất tổng cộng 10 năm để thực hiện dự án siêu khổng lồ này, trong đó mất đến 4 đến 5 năm để thiết kế. Giao lộ nổi tiếng này được mở cửa lần đầu tiên vào ngày 24 tháng 5 năm 1972 dưới cái tên là Gravelly Hill Interchange, sau 4 năm xây dựng và tiêu tốn khoảng gần 10 triệu bảng Anh. Công trình này có quy mô vô cùng lớn với hơn 599 cột trụ bê tông chống đỡ các đường vòng và xoắn ốc trên cao, chạy theo đường con kênh gần đó và mạng lưới sông ngòi của Birmingham. Trải trên diện tích 12 hectare, gồm 18 tuyến đường, trong đó có 4 km đường chống trơn trượt. Giao lộ Gravelly Hill có 5 cấp độ khác nhau với chiều cao lên tới 24,4m. Bên dưới 21,7 km đường ô tô là 2 tuyến đường sắt, 3 kênh và 2 con sông. Năm 2007, những tài xế đã từng đi qua giao lộ này còn bình chọn cho nó là nơi để ngắm nhìn quang cảnh nổi tiếng nhất trong giao thông đường bộ của Anh. Nút giao thông thứ hai phải kể đến đó chính là nút giao thông Judge Harry Ferguson ở Los Angeles, Mỹ. Nút giao thông mang tên vị thẩm phán Harry Ferguson này được mệnh danh là quái vật ở Los Angeles. Đây là một trong những nút giao thông lập thể phức tạp nhất không chỉ ở Mỹ mà trên cả thế giới. Sở dĩ nút giao thông lấy tên thẩm phán Harry Ferguson bởi vì cựu thẩm phán liên bang lâu năm đã chủ tọa vụ kiện liên quan tới việc xây dựng giao lộ I-105. Chính vì vậy, ông cũng được xem như là cha đẻ của nút giao thông này. Harry Ferguson đã 94 tuổi và đang sống ở Los Angeles. Nút giao thông Judge Harry Ferguson khai trương năm 1993 cùng với giao lộ I-105. Nó gồm 34 đường đan xen nhau trên 5 cấp độ, cao 40m, trong đó có một tuyến đường tàu điện ngầm và một tuyến đường xe buýt. Mỗi ngày có khoảng 600.000 phương tiện qua lại nút giao thông này. Năm 1996, thiết kế tuyệt vời của nút giao thông này được Cục Đường bộ Liên bang Mỹ trao danh hiệu là kỹ thuật diệu kỳ. Top 3 của chúng ta là cầu Nanfu ở Thượng Hải, Trung Quốc. Nút giao cắt này là một vòng xoay độc đáo, giúp chia lưu lượng giao thông thành 3 luồng. Và cầu Nanfu đóng vai trò là một đường dẫn giúp cho các phương tiện di chuyển sang phía bên kia của cây cầu bắc ngang qua sông Hoàng Phố. Nanfu là một trong những cây cầu chính ở Thượng Hải. Đây là cây cầu dây cáp đầu tiên ở Trung Quốc với một nhịp cầu dài hơn 400m. Sau khi Nanfu hoàn thành và đưa vào lưu thông, mỗi ngày có khoảng 14.000 đến 17.000 lượt xe cộ qua lại, trở thành cây cầu nhộn nhịp nhất Trung Quốc. Đặc biệt hơn, ý tưởng chiếc cầu hình xoáy ốc độc đáo lại đến từ một cậu bé 9 tuổi tên là Dương Minh. Bản vẽ của Dương Minh đã thuyết phục được cả chính quyền lẫn các chuyên gia và vượt qua hàng nghìn thiết kế khác, không chỉ đạt hiệu quả cao cả về kinh tế lẫn bối cảnh quy hoạch. Bản thiết kế của Dương Minh còn được các chuyên gia về kiến trúc đánh giá cao về tính thẩm mỹ trong bối cảnh một thành phố hiện đại như Thượng Hải. Nhờ sáng kiến này, Dương Minh được chính quyền Thượng Hải tặng một căn hộ cao cấp ngay tại trung tâm. Cái tên thứ tư của chúng ta ngày hôm nay đó chính là Khải Hoàn Môn ở Paris, Pháp. Khải Hoàn Môn thì tọa lạc ở đầu phía tây của đại lộ Champs-Élysées, nằm giữa quảng trường Étoile và nơi mà có 12 con đường hội tụ. Năm 1616, Hoàng hậu Mary de Médicis đã cho mở một con đường dài có trồng cây hai bên để đi dạo. Đó chính là đại lộ Champs-Élysées. Hoạt động giao thông xung quanh giao lộ Khải Hoàn Môn có thể xem là hỗn loạn nếu không phải thấy tháp Eiffel ở đường chân trời. Bạn có thể nghĩ mình đang ở đâu đó tại khu vực Đông Nam Á. Nút giao thông này không có đèn tín hiệu giao thông. Nói chính xác hơn, tất cả đèn tín hiệu giao thông được bố trí ở các ngã rẽ khỏi quảng trường để nhường đường cho người đi bộ. Một số công ty bảo hiểm khẳng định là họ sẽ không bồi thường tổn thất trong trường hợp xảy ra tai nạn tại quảng trường Étoile, vốn được xem như là một điểm đen trên bản đồ Paris. Vì vậy, quảng trường Étoile hay là quảng trường tướng Charles de Gaulle, nơi tọa lạc Khải Hoàn Môn, thường xuyên được xem là một trong những giao lộ khó đi nhất trên thế giới. Cuối cùng là giao lộ Palus de la Trinitat. Đây là giao lộ cao tốc lớn nhất ở phía đông bắc thành phố Barcelona, Tây Ban Nha. Nó được xây dựng vào năm 1992 để phục vụ cho Thế vận hội mùa hè cùng năm. Đồng thời, giao lộ khổng lồ này cũng là một phần chính của đường vành đai có lưu lượng giao thông lớn, được hình thành bởi đường Ronda de Dan B20 và Ronda Litoral B10. John Royce và Eric Bader đến từ công ty kiến trúc Vulgar là cha đẻ của công trình này. Với quy mô lên đến 6 hectare đất, giao lộ được thiết kế và xây dựng để kết hợp hài hòa với không gian công viên quốc gia cùng tên ở bên dưới, tạo ra một mô hình quy hoạch hết sức lạ mắt. Các con đường trên không này xếp chồng lên nhau và tạo nên những cây cầu cao ngất ngưỡng giữa trời và hai tầng cầu. Tầng thứ nhất của các cây cầu cao khoảng 9m so với mặt đất.
tầng thứ 2 cao hơn tầng thứ nhất đến 15m. Như vậy, những con đường cao nhất của giao lộ này cách mặt đất đến 26m. Vừa nhằm phát triển nút giao thông này, lại vừa bảo vệ được công viên quốc gia, thiết kế để biến công viên trở thành một nửa hình tròn khổng lồ với những hàng cây xanh mướt và các hồ nhân tạo mát mẻ. Thật sự mà nói, nếu để chúng ta rẽ vào những cái giao lộ này thì mình tin là nó sẽ không thể tìm được đường ra và sẽ lạc trôi mà thôi. Hy vọng là qua video vừa rồi các bạn đã có thêm những thông tin hữu ích. Hẹn gặp lại các bạn trong những số top 5 kỳ lạ lần sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.